cái máy nó chỉ tắt có mỗi 5 phút thôi, mà một cơn bão nó quét qua đây và nó quét hết sạch đồ ăn đi rồi, không còn cái gì hết. Mọi người có thể thấy được sự hấp dẫn của ở bên kia thì các bạn ở trong tim của mình. Xin chào mọi người, chào mừng mọi người đã quay trở lại với Phố Ăn Chơi Chuyên Mực Ẩm Thực. Mình là Mimi và hôm nay ngồi cạnh mình là Như. Và hôm nay thì chúng mình sẽ mang đến cho chuyên mục ẩm thực một món lạ mà quen, quen mà lạ, đó chính là lẩu tự xôi. Chắc là mọi người đã không còn xa lạ gì với cả các món lẩu tự xôi của Trung Quốc đúng không? Em xem video nhiều cũng như em chưa được thử. Nhưng mà thường thường thì cái đấy nó là kiểu đồ khô xong rồi bỏ vào đúng không ạ? Và hôm nay mình sẽ thử đồ tươi. Đúng rồi, hôm nay là một món lẩu tự xôi nhưng mà đến từ vị trí của Việt Nam mọi người ạ. Chính là lẩu tự xôi của Việt Nam. Thì hôm nay mình sẽ mang đến 3 hộp lẩu tự xôi ở đây. Trong đây có 3 loại là 2 hộp lẩu và 1 hộp gà tần. Gà tần tự xôi, gà ăn tần tự xôi. Em thích ăn gà tần lắm nhưng mà em thích ăn lẩu. Lẩu hôm nay chúng ta sẽ có lẩu Thái và lẩu nấm, thì Như chọn lẩu gì? Em ăn lẩu Thái tại chị Mi không ăn được cay. Okay, và em lại thích ăn cay, hợp lý. Mình và Như sẽ thử hai cái loại lẩu này trước nhá. Đây, thì cảm nhận hôm nay đầu tiên khi mà đi mua mấy cái hộp này về ấy, là cái chủ ở đấy rất là thân thiện mọi người ạ. Kiểu rất là gần gũi rồi support nhiệt tình ấy. Đấy, nên là một điểm cộng cho dịch vụ nha. Xong rồi ở ngoài này sẽ có hướng dẫn sử dụng đầy đủ từ bước 1 đến bước 4 này. Bây giờ chơi luôn để mới ăn được. Khui luôn à? Đấy, mở ra. Thì ở trên cái nắp này nó sẽ có một cái lỗ để kiểu tí nó có hơi bay lên ý. Đó. Đây thì ở trong này sẽ có 1, 2, 3, 4 miếng rau, 5 miếng rau, một nấm kim châm, thịt bò và các cái viên thả lẩu ấy mọi người. Xích. Hộp lẩu này thì nó sẽ có 2 size, một size là full size thì sẽ có giá là 89.000, còn size baby tức là bằng một nửa này thôi. Tức là nó sẽ là một hộp lẩu kiểu nhỏ hơn, ít hơn ấy, thì sẽ có giá là 69.000. Thì em thấy là nó hơi ít đồ, thực sự là hơi ít đồ. Nói chung là mua về để trải nghiệm thôi, chứ mình thấy với cái số lượng đồ này và với cái giá đấy mọi người có thể ăn được nhiều thứ no hơn và nhiều hơn nhiều. Và ở trên này nó sẽ có một cái khay mà mình nhấc hẳn ra được như thế này luôn. Nó sôi kiểu gì? Nó chín bằng hơi ạ? Đúng rồi, à. Em có thể ý là xung quanh cái khay này nó có những cái lỗ này. Đấy thì cái hơi nước nó sẽ bốc lên ở đây. Em cứ tưởng là kiểu ở đây nó sẽ có lỗ, như thế thì rớt nước xuống. Trong này có một cái bịch, mặc dù là made in Việt Nam nhưng mà cái bịch này thì vẫn là cái bịch tự xôi của Trung Quốc. Bình thường ấy, chị ăn mấy cái đồ tự xôi của Trung Quốc thì cái chính cái hộp này này nó sẽ có một cái khấc ở đây. Đúng rồi, để cho mình đấy, mình đổ đến đấy thôi. Còn ở đây thì ôi nó có sôi luôn luôn không chị Mi? Chị thấy cái chất tự sôi này nó sôi khá nhanh đấy. Thật ra thì mình thấy cái này nó giống một cái bát mì cay hơn là một cái nồi lẩu ấy. Thì nó chết rồi, sao của em nó lại ít khói này nhỉ. Ôi mọi người ơi, mình cứ tưởng là nó phải sôi luôn cơ nhưng mà chắc là phải đợi một lúc nó mới sôi sùng sục lên được. Ôi ấm cực chị ạ, mùa đông ấy, ví dụ mọi người không có một đôi bàn tay nắm đôi bàn tay yêu đương thì mọi người có thể mua một cái hộp lẩu tự sôi về xong rồi cho nó sôi rồi sờ bên ngoài này nó rất là ấm. Còn hôm nay thì không nha, hôm nay là 31 độ C và chị Mi lại rủ mình ăn ăn lẩu tự sôi. Trời đất ơi. Trong lúc chờ đợi thì chắc là chị em mình sẽ làm gà tần. Vui luôn cái gà tần này. Mới đầu mình rất là tò mò gà tần tự sôi làm sao mà có thể tự sôi để cho nó mềm con gà ra được. Nhưng mà hóa ra là người ta đã nấu rồi mọi người ạ. Gọi là tự sôi cho nó vui, mình mang về để có cái mình chơi. Chứ thực ra mình với cái gà tần này thì bỏ vào nồi nấu cũng được. Nhưng mà ví dụ nếu như bọn mình đi picnic hay đi cắm trại ấy chị Mi và không có bếp thì có thể mua những cái set này là mang theo. Rất hợp lý. Tự nhiên bây giờ mình nghĩ ra. Lúc mà đi mua ấy thì cái anh chủ anh ấy gà tần thuốc bắc mà. Thì cái anh chủ có bảo là nếu mà mình mua để mang đi chơi hoặc mang đi picnic thì có thể bảo anh ấy trước thì anh ấy sẽ hút chân không cho mình. Thì nó sẽ đảm bảo trong cái quá trình di chuyển hơn ấy. Nhưng mà mình thấy một điều, nãy giờ thì cái gì em thấy rất là ưng ý, mọi thứ đều rất là sạch sẽ này, đầy đạn, không đầy đạn lắm đâu, nhưng mà ý là nó sạch sẽ và nhìn nó khá là thích mắt ấy. Nhưng cái hộp này. Đúng rồi, mỗi một cái hộp lẩu tự xôi bọn mình mua về ấy thì sẽ được tặng kèm một cái hộp nước chấm nhỏ nhỏ xinh xinh như thế này. Nhưng nó quá nhỏ xinh. Nó bé quá. Một cái điều mà mình cảm thấy cái này nó sẽ ngon hơn lẩu tự xôi Trung Quốc ý, là đồ ở trong này nó 100% là đồ tươi trừ mì tôm thì không nói làm gì rồi. Nhưng nếu mà là đồ tươi nhá thì lỡ bọn mình mang theo trong nhiều ngày nó có hư không chị? Cái này thì anh chủ bảo là có thể bảo quản trong 3 ngày nhưng mà thực ra là tất cả những cái này đều được để trong tủ lạnh ấy.
Lúc mà mua về, lúc mà khi chưa nấu thì chị là em thấy nó lạnh. Nếu mà mình mua những cái đồ tự sôi thì mục đích mình mang theo là ví dụ mình đi đường dài hay đi chỗ nào mà không có bếp để nấu hoặc là ăn trong ngày thôi. Đúng rồi. Ăn trong ngày thôi, chị nghĩ là với cái ví dụ như lẩu tự sôi của Trung Quốc ấy thì chúng ta có thể để bao lâu cũng được. Bởi vì nó là đồ khô xong rồi có chất bảo quản các thứ ấy. Như thế thì mình sẽ giữ được lâu hơn. Còn cái này mặc dù là lẩu tự sôi nhưng mà nó cũng kiểu 50-50 ấy. Nó sẽ đáp ứng được nhu cầu là mua về thử cho nó vui. Còn nếu mà thực sự tiện dụng thì mình nghĩ là phải để được lâu cơ. Thì những cái người đấy người ta mới thực sự cần cái lẩu tự sôi như thế này. Uầy, anh có một, anh mà anh đi mua cái này về anh bảo bọn mình là để ý là ở trên nắp hộp có một cái mã QR. Nếu như mọi người đọc hướng dẫn sử dụng như này mà vẫn không biết sử dụng thì bọn mình có thể quét mã QR. Wow, hướng dẫn sử dụng lẩu tự sôi rất nhanh và chi tiết đúng không, của chính shop này luôn. 2000 years later. Wow. Ơ nhưng người ta không cho mình thêm một cái bát ạ? Không. Mình sẽ ăn luôn vào đây ạ? Đây, mì bắt đầu mềm rồi. Ok, có thể bây giờ mình với Như sẽ ăn thử luôn xem là lẩu tự sôi của Việt Nam sẽ như thế nào nhá. Thực sự thì cái sôi ấy, nó là cái nước ở dưới thôi, cho nó không đủ nóng để làm cái nước ở trên cũng sôi, mọi người nó chỉ ấm lên thôi. Ơ chị ơi, mì gà tần cũng có nước chấm ạ? Đúng rồi, mỗi một hộp thì sẽ có một cái lẩu tự sôi này sẽ có một cái hộp nước chấm này. Và mình đang nhận thấy là nó là nước chấm giống hệt nhau mọi người ạ. Dù là lẩu gì hay là gà tần thì nó đều là cái nước chấm. Mình ngửi thấy rất nhiều mùi quất này, mùi quất và mùi theo như em được biết thì cái nước chấm này sẽ làm bằng sữa đặc, ớt, quất. Đó, dã ra là nó sẽ thành cái này. Ăn on TikTok đúng không? Bây giờ sẽ ăn thử xem nhá. Ăn chị rất tò mò cái thịt này luôn. Ôi em không dám ăn thịt tại em cảm giác là nó chưa chín. Xin mời mọi người. Thịt nó sẽ chín cuối cùng đấy chị My ơi, từ từ. Không, thế này là chín rồi. Chưa đâu. Mừng Như. Chín không chị My? Chín. Nước lẩu ngon không ạ? À? Em sẽ thử nước lẩu cho đi. Bình thường đi ăn phở hay ăn đồ gì có nước thì mình sẽ thử nước trước. Ôi nóng. Nóng phết đấy. Nóng giống như, nó không nóng như kiểu bọn mình nấu ở trên bếp thôi. Nhưng mà nó nóng nha. Nóng như kiểu úp mì ấy. Thịt bò này chị thấy khá là bất ngờ đấy. Vì nó, không, bất ngờ à? Nó không bị hôi. Chị ăn chị thấy nó. Đúng rồi, em sợ nó nhất thơm, là nó thơm cái mùi bò ấy. Mọi người đã bao giờ đi ăn buffet lẩu xong rồi một ngày nào đấy ăn cái buffet lẩu nó lại có cái mùi thịt bò lâu năm trong đấy, thì mình biết là lẩu ở chỗ buffet lẩu thì cũng mấy trăm năm cả thôi, nhưng mà nhiều hôm ấy nó hôi đến mức không thể chịu nổi luôn. Nhưng mà theo như chị My bảo nó thơm là được rồi. Nãy giờ mình cũng chỉ sợ nó hôi thôi. Cái nước lẩu nấm này của chị thì chị ăn thì chị thấy nó khá là vừa. Nhìn mặc dù nhìn ở trên nó hơi váng mỡ một tí ấy. Nhưng ăn thì khá là thanh đấy, thơm nữa. Lẩu phô mai thế nào chắc vẫn ngon. Em sẽ thử mấy lẩu nấm của chị. Nhưng mà cái này cũng khá cay đấy mọi người. Không, cái lẩu nấm này thì không có vị cay. Bị bỏng. Như bị bỏng đúng không? Từ vụ bỏng, chị sẽ thử cái này của Như nhá. Xem là nó nóng hơn mình nghĩ. Mặc dù ấy, mình không hề nhìn thấy nó sôi cái phần nước lẩu này. Nhưng mà ăn nó vẫn rất là nóng. Nó nóng mọi người ạ, nóng thực sự luôn đấy. Thế nên là mọi người có thể yên tâm nhá. Khi mà mang cái này đi theo kiểu đi picnic hoặc là đi ra ngoài ấy. Em nghĩ là không cần phải lo là nó không được diệt khuẩn hay gì, không sôi đâu. Bởi vì nhìn ấy thì ở trên nó không sôi nhưng mà nó rất là nóng, nó nóng lắm ấy. Nãy giờ bỏng mấy lần rồi. Cái nước lẩu Thái của Như chị thấy khá là ngậy. Em thấy ngon. Mà cái nước ấy nó không phải là trong đâu. Nó sẽ kiểu hơi đặc đặc. Thì mình nghĩ là trong đấy nó sẽ có nước hầm xương hoặc là một cái sữa gì đấy nên ăn nó mới ngậy như thế. Mình sẽ thử những cái đồ khác, cái topping khác. Có ok đúng không? Mình sẽ làm xem được từ 3 miếng thịt bò nhá. Một miếng. Mì bắt đầu chín rồi này mọi người, đó. Nên nhiệt độ nó cũng tầm như kiểu nước sôi thả mì ấy. Bên kia sôi bừng bừng luôn rồi chị kìa chị My. Cái nồi gà hầm của bọn mình ấy đang rất sôi. Mình rất là háo hức với cái món gà hầm này. Bởi vì là ấy, nó sẽ không như cái này. Những cái này là cái đồ sống, xong mình phải làm cho nó chín lên. Nhưng mà cái gà hầm này nó đã chín sẵn rồi mọi người ạ. Thế nên là nó sẽ ngon, mình nghĩ là nó sẽ ngon. Nhưng mà phụ thuộc vào cái người hầm gà thì có ngon hay không. Chị sẽ ăn thử cái. Nói chung là mình thấy nếu mà tính mình cái topping thôi thì mình thấy tầm 40.000 là vừa đủ rồi. Nhưng mà mình nghĩ là giá nó cao như vậy là tại vì cả cái gói tự sôi ấy, nó cũng không phải là một cái dễ đúng có rồi thể sản xuất hay là dễ mua được. Ok, vậy là chị với Như cùng tất cả mọi người đã thử hai cái món lẩu tự sôi này rồi. Và Như thấy nó như thế nào? Em thấy là mọi người biết tại sao nó tan hoang này. Một cơn bão vừa quét qua đây. Đúng.
cái máy nó chỉ tắt có mỗi 5 phút thôi mà một cơn bão nó quét qua đây và nó quét hết sạch đồ ăn đi rồi không còn cái gì hết. Quay phim rồi các thứ mọi người đều nhận xét là ngon và em cũng thấy là khá ngon. Với cái giá 89.000 và sẽ được giảm 10% khi mà qua mua trực tiếp hoặc là mua từ 2 món trở lên thì em sẽ có mua lại hay không? 89 giảm 10% là còn 80.000 à? Em nghĩ là nếu như em có dịp đi picnic hay là đi cái gì ở ngoài và em không muốn mang quá nhiều đồ ăn rồi các thứ lỉnh kỉnh và em đi trong vòng 1-2 ngày thôi thì em chắc chắn là sẽ mua lại. Nhưng mà nếu mà đi lâu hơn thì nếu có mấy cái lẩu tự sôi mà để lâu được ấy, đồ khô các thứ thì nó sẽ hợp lý hơn là cái này. Cái này ngon, giá mình thấy cũng ok bởi vì thật ra mấy cái topping đồ ăn này như mình vừa nói đấy tầm 40-50 nghìn thôi, còn bọn mình sẽ phải trả thêm 30 nghìn cho cái túi tự xôi ở dưới này thì là ok. Nếu mọi người muốn mua về trải nghiệm thì mình nghĩ là nên mua, nếu mà muốn mua về đi chơi ngắn ngày mình nghĩ là nên mua, còn nếu mà đi chơi dài ngày thôi nó hư hết đấy. Ok, thế thì ở đây có hai cái vị là lẩu Thái và lẩu nấm thì Như đã thử cả hai rồi. Em thích lẩu Thái tại vì em thích ăn cay chua cay đúng không? Dạ. Và khá là ngậy. Cá nhân chị thì chị thấy cái lẩu Thái của Như cũng rất là ngon nhưng mà vì chị không ăn được cay ấy, thế nên là chị chọn lẩu nấm. Nhưng mà lần sau có cơ hội thì chị cũng sẽ thử cái lẩu này. Ngoài ra thì bên quán còn có vị lẩu cà chua nữa nhưng mà hôm nay sold out hết rồi nên là bọn mình chỉ mua được hai vị này thôi. Và con gà này nó đang muốn trồi ra ngoài rồi mọi người ơi. Với cả là mình chê cái này ít nhưng mà thực ra thì ăn hết rồi nó vẫn còn đấy, mọi người. Tại vì nó không bám được lên mấy cái đồ nước này như là kiểu bám lên đồ nướng ấy nên là ăn cũng tiết kiệm lắm. Bây giờ chị sẽ mở ra nha. Wow. Uầy, nhiều khói thực sự luôn mọi người ơi. Cảm quan là rất giống cái gà tần mua ở quán bánh cuốn. Nhưng mà em không thích ăn gà tần đâu. Thử hôm nay xem. Đầu tiên là cái mùi thuốc bắc ấy nhở. Mùi thuốc bắc và mùi ngải cứu khá là rõ đấy. Ngày bé em nhớ em bị một cái gì đấy, không nhớ nữa. Nhưng mà mẹ em bắt em uống thuốc bắc ấy. Xong ngày nào em uống một cái bát như này này, xong em sợ thuốc bắc luôn. Thế là em sẽ không bao giờ ăn gà tần sau đấy nữa. Xin phép mọi người mình sẽ dùng tay nhá. Tay này mình đã rửa sạch rồi. Mọi người nhìn này, nhấc lên đây là phần đùi. Thì cái thịt đùi nó bị róc ra hết ấy, chứng tỏ là con gà này cũng đã được hầm đến một cái độ nhất định rồi ấy. Toàn mùi thuốc bắc thôi. Ui, mọi người nhìn kìa. Và mọi người có thể thấy được sự hấp dẫn. Mày ơi, quay đây. Mọi người có thể thấy được sự hấp dẫn của... Ở bên kia thì các bạn ở trong team của mình đang giải quyết hai cái nồi lẩu tự xôi cho bọn mình để mình có thể được ăn món mới. Cảm ơn mọi người nhá. Mọi người có thể thấy được nó ngon như thế nào. Nó rất là ngon đấy. Nhưng còn cái này thì em thấy hơi... Chị sẽ thử cái miếng gà này. Thật ra thì nó hơi dai. Đúng rồi, gà này về vị thì chị thấy khá là giống vị gà tần mình mua ở bên ngoài. Thì cái này mình cũng mua ở bên ngoài mà. Gà tần kiểu gà tần tươi mua ở mấy quán kiểu bánh cuốn ấy. Em cũng ăn bánh cuốn. Gà tần. Gà tần mà để trong lon bia ấy. Đấy thì chị ăn vị thì chị thấy khá là giống nhưng mà cái phần thịt này ấy thì nó không được mềm, nó không được kiểu như là nó kiểu nó phải bở dốc, ra ấy, nó dốc hết cả da kiểu, này xong lấy đũa một cái là gỡ ra được đấy. Đúng rồi, khi mà ăn thì nó sẽ tan luôn lên trên đầu. Thế em nghĩ là điểm mạnh thì có thể là đây không phải gà công nghiệp. Chốt lại thì mình thấy là trong mấy món ngày hôm nay thì như mình vừa nói đấy, mình thích lẩu Thái nhất, mình thấy cái món đấy ngon, ăn và cảm giác nó đáng tiền. Còn mình thấy là cái quán này người ta cũng rất là sáng tạo khi kết hợp giữa mấy cái đồ khô để có thể mang đi di chuyển nhiều nơi, mấy cái đồ Trung Quốc ấy kết hợp với cả Việt Nam cộng lại là bằng là Trung Quốc Việt Nam là ra cái món này. Nó vừa tươi mà nó lại vừa khô, nó vừa linh động mà nó lại còn vừa ngon. Tiện đúng không? Thì với chị thì trong 3 món vừa rồi thì chị cũng thấy cái lẩu ấy là ăn ok, còn cái món gà tần này chỉ là một cái cũng như em nói ấy, nếu mà mình muốn mang đi thì mình có thể mua cái này. Chứ thực ra nếu mà là chị sẽ không mua lại món này nữa và chị sẽ đi mua luôn cái gà tần và mang về ăn luôn. Đúng rồi, đúng rồi. Nó vẫn nóng và nó rất là mềm. Bởi vì thực ra là cái này nó hơi vô nghĩa, bởi vì sao? Ví dụ mọi người ăn lẩu, mọi người bỏ cho nó sôi lên xong rồi nó từ cái đồ sống nó thành cái đồ chín nó vui. Cảm thấy nó có cái gì đấy nó thú vị. Còn cái này ấy, mọi người thay vì bỏ vào đây mọi người bỏ vào luộc nó cũng thế, rồi bỏ vào lò vi sóng nó cũng thế. Hay là thậm chí nếu mà tần mà đủ mềm rồi ấy, mọi người không cần phải nấu lại luôn vẫn ăn được. Cái này chỉ tiện khi mà mình mang đi nó sẽ luôn luôn nóng, nó đảm bảo cho mình là luôn luôn nóng. Em nghĩ là kiểu chăm sóc người bệnh ấy. Có thể mang đến bệnh viện, đúng rồi, ở bệnh viện không có chỗ nấu ăn. Hợp lý đấy. Thế là hợp lý hơn đúng không? Rồi ok, cảm ơn mọi người đã theo dõi cái phố ăn. Cảm ơn mọi người đã theo dõi video của bọn mình ngày hôm nay. Nếu mà thích thì đừng quên like, share và subscribe cho phố ăn chơi để bọn mình có tiền mua nhiều món ngon hơn về thử cho mọi người ăn nhé. Và mọi người muốn bọn mình ăn thêm món gì thì hãy comment phía bên dưới cho bọn mình biết nhé. Đắt có là không ăn nhé. Cảm ơn mọi người. Bye bye. Bye bye chị Mimi. Em đi quay video đây.